Xin chào anh em. Phần mềm ra lệnh giọng nói ở trên ô tô, bây giờ phần mềm nào là cao cấp nhất? Thì hôm nay Trung sẽ giới thiệu cho anh em một cái phần mềm free, có nghĩa là anh em có thể cài được tất cả mọi thứ. Và đặc biệt ấy là sử dụng ở trên các cái dòng Android Book lắp thêm này. Đấy, ví dụ cái Android Book OLED Pro mình vừa mới lắp xong trên chiếc xe này. Và sử dụng ra lệnh giọng nói cực kỳ mượt, để giới thiệu cho anh em cách cài đặt nó như thế nào. Và tiếp tục nữa thì cái YouTube Van, YouTube ẩn, là hiện tại một số những cái dòng xe nó đã bị ngắt, thì anh em xem xong cái video này và nhớ ấn tải xuống để về cài đặt cho chiếc xe của mình, là mình dùng là không có quảng cáo. Đấy, thì đây em quay vào đây. Cái hay ấy, ở đây là mình bấm ở trên vô lăng này và mình ra lệnh giọng nói luôn. Đây, bây giờ rồi em bước lên xe đi, đóng cửa lại luôn. Mình sẽ giới thiệu cho anh em với tất cả những cái dòng đầu Android hiện tại ấy, thì đến 80% cái phần mềm của Kiki. Đây, mình sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm Kiki. Cái này ấy, nó là cái phần mềm bản chất, nó là của Zalo anh em ạ. Mà của Zalo thì anh em biết rồi, đây là một cái công ty rất là lớn về cái các cái phần mềm, ví dụ như là Zalo này, hay là các cái tựa game của Vinagame ấy. Thì bây giờ Zalo đã phát triển thêm một cái mảng nữa, đó là trợ lý ảo. Và trợ lý ảo này nó song hành với cả Google. Đấy. Hiện nay ở trên thị trường Việt Nam ấy, thì nó có các cái phần mềm như là OLED AI này, hay là GoTech hay ZTech. Thì tất cả những phần mềm đấy đều sử dụng qua Google. Và bây giờ Kiki sử dụng bằng nền tảng của Kiki luôn, có nghĩa là không thông qua Google nữa, mà sử dụng cái database của Kiki luôn, nên là nó sẽ mượt hơn rất là nhiều lần. Bây giờ mình thử cho anh em đây nhá, cái mức độ nhỏ của nó. Thứ nhất là mình bấm vào đây này. Đây là cái nó nghe. Đấy, nó nghe, nó chạy theo. Và mình nói rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng mà nó vẫn bắt được theo cái lời nói của mình. Đấy, nó cứ ghi âm lại và nó sẽ đưa ra cái app mà mình mong muốn. Thì anh em nhìn thấy không? Nó ghi liên tục, đặc biệt rất là nhỏ. Đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ bấm thử cho anh em xem nhé. Mình sẽ đọc rất là nhỏ. Mở video nhạc trẻ 2022. Đấy, mình đọc rất nhỏ. Đấy. Đang mở nhạc trẻ 2000. Ok, ra luôn. Có nghĩa là sao? Với một cái phần mềm nó mượt ấy, thực ra là mình cũng là người nghiên cứu về phần mềm này rất là nhiều. Và đến bây giờ Kiki làm được cái điều này ấy, thực ra là nó có thể là 1 9 1 10 so với cả Google. Đấy, nhưng mà cái Google ấy, nó không được chạy ra được cái YouTube ẩn. Cái này là YouTube ẩn, có nghĩa là nó không có quảng cáo. Đấy. Cái phần mềm này gần như là nó gọi được ra bản đồ Việt Map này, rồi nó gọi ra mở cam 360. Thì có thể mình dành cái video sau để nói về cái dòng màn hình liền cam 360 trên cái phần mềm này. Còn hiện tại là mình đang lắp trên cái Android Book. Đấy. Cái dòng này là cái dòng mà có thể nói hiện tại đối với những chiếc xe hơi sang một chút là nó có CarPlay. Ví dụ như là đây VinFast này, một chiếc màn hình to như thế này, mà bây giờ chúng ta thay cái màn ấy, nó rất là phí. Mà bây giờ anh em chỉ được cắm thêm cái Android Book cho vào đây, thế là cái màn hình zin nó trở thành màn hình Android. Đây là màn hình zin này, nó không có một cái gì cả. Nói thật sự anh em luôn là nó chỉ có mỗi bật điều hòa. Đấy. Và nó có thêm cái nữa là kiểu như là để nghe media, cắm USB vào nghe này, có radio USB này, iPod, nó không có gì. Nhưng mà khi mà cắm qua cái này thì nó sẽ lên được Android. Vậy thì khi mà lên được Android rồi thì chúng ta sẽ sử dụng được như một cái điện thoại di động. Nhưng cái hay ấy, nó sẽ bấm ở trên này ra lệnh giọng nói. Đấy. Và khi mà Android đối với những cái bản hiện tại ấy, Android Book có hai phiên bản anh em nhé. Một phiên bản là Android 9, một phiên bản là Android 10. Đấy, thì là hai con chip nó khác nhau một chút, mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà ở cái góc độ là phân tích về cái trợ lý ảo Google và cái YouTube Van trong cái video này kỹ hơn cho anh em. Thì cái phần mềm Kiki ấy, nó giống như trợ lý ảo của Google. Hai cái ông này là gần như là giống nhau. Đây, em quay đối diện cho mọi người xem này. Đấy. Cái tần số quét của cái màn hình này nó bị nháy như thế này, nhưng mà khi mà mình nhìn bằng mắt thường thì mình sẽ không nhìn được các cái tần số chạy như thế này anh em ạ. Đây, ví dụ trợ lý của Google nhé. Mình sẽ bấm vào đây. Bạn có khỏe không? Đấy. Mình sẽ hỏi bạn ấy. Cảm ơn bạn đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe. Đấy, thế giới hiện nay đang trải qua nhiều biến động. Tôi mong chúng ta hãy thật thật là vững tâm đấy. Anh buồn quá em ơi. Đấy,
đi, hỏi hỏi. Giá như tôi có đôi tay để ôm lấy bạn, nhưng giờ có lẽ một mẩu chuyện cười hay một bài hát hay sẽ làm bạn thấy khá hơn chăng? Ừ, thế kể cho anh câu chuyện cười. Có chuyện thế này, một chàng sinh viên chở bạn gái trên... Ok, có nghĩa là cái phần mềm trợ lý ảo của Google ấy, nó thông minh hơn cái Kiki ở chỗ là nó biết tương tác được lại rất là nhiều. Kiểu như là Google ấy muốn có người yêu thì như thế nào thì Google sẽ đọc lại. Còn đối với phần mềm Kiki ấy, thì mình thấy tối ưu ở cái khâu đó là mình bấm ở trên này và nó ra được cái YouTube ẩn. Đấy, hoặc là chỉ đường, hoặc là dẫn đường bằng Google Maps, hoặc là bằng Navitel. Có nghĩa là nó sẽ sử dụng bằng, nó cộng hưởng những, ở những cái app bên ngoài của Google. Còn đối với cái phần mềm mà trợ lý ảo của Google ấy, thì ông ấy chỉ cho ra mình là YouTube này, ông ấy chỉ cho ra Google này, rồi ông ấy chỉ loanh quanh ở trong cái mảng mà hệ sinh thái của Google thôi. Còn nếu như mà những cái phần mềm bên ngoài, ví dụ Vietmap thì chịu, nhưng mà cái này thì đọc được. Đấy. Rồi thì Navitel, đó là cái phần mềm bản đồ của Nga, là cũng vào được. Rồi thì là mở K360 cũng được, nhưng mà cái của Google thì không được, nó chỉ cho hệ sinh thái của Google mà thôi. Đấy. Thế thì cái hay ở cái YouTube là nó cho được ra cái van này. Anh em xem cái van nhá. Hiện tại ở đây mình có hai cái YouTube này. Một là cái YouTube Van. Đấy, cái van này nó không quảng cáo. Và nó có một cái YouTube nữa. Đây là YouTube của ông Google. Đây rồi. Cái YouTube đỏ này này là YouTube chính thống. Và xem cái này nó sẽ quảng cáo. Mình sẽ bật thử cho anh em xem quảng cáo này như nào nhá. Chắc là anh em cũng không cần phải đây, bấm vào cái. Cái này không quảng cáo. Đây, mình sẽ mở cái khác cho quảng cáo cho anh em xem. Ví dụ cái này đi. Có nghĩa là ban đầu đang xem ra ấy, ông chạy quảng cáo đấy. Mà đang lái xe như thế này. Chúng ta đang lái xe mà cứ chạy ra quảng cáo lại phải bấm ở đây. Thì rất là phức tạp và có thể là nói là nguy hiểm. Rồi nó chạy đến một đoạn nào đấy. Ai, nó lại quảng cáo. À, xem thế nó mới điên. Nên là cái ông YouTube này ông ấy ra đời. Để ông giải quyết đi không là thôi. Đang thích xem cứ chạy quảng cáo làm gì. Đấy. Nhưng mà cái ông YouTube ấy ông không cho. Ông bảo là thế thì tôi làm sao quảng cáo đến cho mọi người để kiếm được tiền. Đấy. Thế thì ông mới cấm lại. Cấm thì mình sẽ có cái cách để mà lách. Đấy. Hiện tại thì tối thiểu phải dùng được khoảng vài năm, 2-3 năm. Đấy thì cái YouTube này ấy, bản chất là nó sẽ không có quảng cáo mà anh em xem liên tù tề, xem mãi luôn, không mà hết. Thì cái phần mềm này nó sẽ tải như thế nào? Thì mình sẽ đặt lại cái đường link ở bên dưới cho anh em nhá. Đường link ở dưới YouTube ấy. Anh em có thể tải hai phần mềm này về là sẽ sử dụng được. Còn đối với trường hợp mà anh em không tải được ấy, thì anh em sử dụng cho mình bằng hai cách. Về phần mềm Kiki, anh em vào CH Play. Đấy. Sau đấy đăng nhập. Đăng nhập và bắt đầu tải cái keyword của nó ấy, là Kiki Auto. Đấy. Cái phần mềm Kiki này nó cũng... định vị nó đến là nó sử dụng cho auto. Đấy, ô tô ấy. Cách thứ hai là anh em tải cái file mà mình để ở link bên dưới, anh em tải về sẽ là nhanh nhất. Đấy, đơn giản như thế. Còn đối với đầu DVD anh em cắm USB, còn đối với Android Book ấy thì anh em cắm thẻ nhớ, và lưu ý này, ở trên này nó có cái thẻ nhớ thì anh em cắm vào đúng thẻ nhớ là ok. Đấy, cắm vào và chạy hai cái file này thôi. Chạy hai file này thôi. Đây mình để hai cái file đây rồi. Mình sẽ vào cho anh em xem nhá. Em quay vào đây, mình sẽ xóa cái Kiki đi này. Mình sẽ xóa cái Kiki đi. Gỡ cài đặt của nó. Ok. Đấy, đã xóa rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái ES duyệt tập tin này. Và mình sẽ bấm vào ngôi nhà. Đấy, bấm vào đây. Đây rồi. Thì nó có một cái SD card. Anh em nhìn thấy không? Đấy, chúng ta bấm vào đây. Thì ở đây mình có một cái Kiki ấy. Anh em lưu ý là 22030103. Đấy, anh em chạy cái thằng này ra này. Cài đặt này. Tìm gói cài đặt này. Đấy, cài đặt nó. Là xong thôi. Thế sau rồi khi mà cài đặt xong ấy, thì anh em nhớ là mở cái Zalo của mình lên này. Đây, mình sẽ mở cái Zalo của mình lên nhá. Mình mở này. Đây rồi. Bắt đầu cài đặt này. Đăng nhập này. Mình phải liên kết tài khoản với cả Zalo của mình mới được. Mình bấm vào đây. Sau đây mình quét nó. Đăng nhập. Đây, lên luôn. Đấy, cấp quyền cho nó. Cấp hết quyền đi. Cấp quyền Kiki này. Nhớ là phải cấp quyền anh em nhé. Nó đọc đến đoạn nào mình cấp đoạn đấy. Quay lại nào.
Xong. Cho phép luôn. Cho phép khi truy cập danh bạ. Cho phép luôn. Cho phép luôn. À, cái này hay. Cái này là cái hay. Kiểu như là khi mà anh em đăng nhập ở đây, xong rồi là anh em sẽ sử dụng bằng cái danh bạ điện thoại mình. Sau đấy mình gọi điện, ví dụ như là gọi cho em yêu, mà trong danh bạ của mình là lưu là em yêu, thì nó sẽ chạy vào đây luôn. Đấy. Thì toàn bộ ở đây ấy, là anh em sẽ sử dụng để ra lệnh giọng nói cực kỳ mượt. Mình đánh giá là mượt, không khác gì ông Google. Đấy. Và cái ưu điểm thì không phải nói lại nữa, đó là nó chạy ra những cái app ẩn, các cái app nó không quảng cáo. Còn Google thì nó không cho điều đấy. Do vậy mà bây giờ mình có thể, ví dụ, chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đấy. Mình có thể nhưng mà YouTube nó sẽ chạy ra. Đấy, nó chạy lên trên Google Maps luôn. Rồi, Google Maps bây giờ mình bắt đầu mới vào. Ồ, 11 phút rồi, hơi lâu rồi, hơi mất thời gian của anh em một tí. Nhưng mà đây là cái video hướng dẫn, nên là anh em thông cảm nhá, bắt đầu đi này. Đấy, bắt đầu sử dụng bằng ô tô luôn mà. Ok. Đi về hướng đông nam lên ngõ 129 phố Thiên Hiền về phía ngõ 139 đường Mỹ Đình, sau đó rẽ trái vào ngõ 139 đường Mỹ Đình. Cái này mình cần cài update bản Google mới nhất anh em nhá. Cái này là lưu ý là phải update cái bản mới nhất này. Sau đấy chúng ta sẽ sử dụng được rất là dễ. Rồi tiếp tục nào. Mở video Hiền Hồ. Ca sĩ này đang hot lắm. Mình có hẳn video cho anh em luôn. Đấy. Đang mở Hiền Hồ, ca sĩ Lê đang hot lắm trên YouTube. À. Ôi giời ơi, đấy, trao giải các kiểu luôn, các kiểu đa điểu luôn. Rồi, nói chung là ở đây là YouTube ẩn nên là không quảng cáo và chúng ta có luôn cả cái bản đồ ở đây. Đấy thì đây là hai cái ứng dụng mà mình nghĩ là anh em nào, bất kỳ anh em nào sử dụng ô tô thì đều cần. Và anh em nhớ tải về để chúng ta sở hữu được cái, sử dụng được hết toàn bộ những cái tính năng hay nhất ở trên này. Đấy thì cái này mình đang cài giờ. Thì hai cái ứng dụng này cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta sử dụng để có bản đồ dẫn đường. Còn nếu anh em cần đến bản đồ Navitel hay là bản đồ Vietmap thì anh em có thể mua cái bản quyền của nó. Và mình cũng có sẵn cái này. Đấy thì chúc anh em là cài thành công. Mình đặt link ở phần bên dưới. Bye bye anh em. Cảm ơn.